Sáng ngày 22 tháng 5, tại Trung tâm Chính trị huyện, Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quy định mới trong công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và chính sách xã hội năm 2023. Về dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Thục, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, đồng chí Phạm Đình Cường, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện, Ban Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5 năm 2023, 64 học viên là chuyên viên phòng văn hóa, thông tin, viên chức trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, công chức văn hóa xã, 21 xã, thị trấn được giảng viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa truyền đạt 5 chuyên đề, những vấn đề mới trong công tác quản lý di sản văn hóa, quản lý du lịch, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và kỹ năng tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa cơ sở, những vấn đề mới trong công tác quản lý và triển khai thực hiện chính sách xã hội ở địa phương, thực hành kỹ năng triển khai các hoạt động văn hóa cơ sở, quy trình đăng bài lên trang thông tin điện tử của các xã thị trấn. Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức trình độ cho đội ngũ cán bộ công chức văn hóa xã hội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, giúp cho lãnh đạo địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có thêm thông tin về các quy định mới trong quản lý nhà nước để chỉ đạo, điều hành và giám sát lĩnh vực văn hóa xã hội ở địa phương ngày một tốt hơn. Đây còn là dịp để học viên có dịp trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm và hiểu rõ hơn về vai trò và vị trí của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội, đánh giá đúng tiềm năng và tìm giải pháp phát triển du lịch một cách hiệu quả và bền vững.